Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong thủy Thượng Thanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ngày tốt để ăn hỏi dạm ngõ, cưới hỏi trong cái tháng 8 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Đấy. Thì để lựa chọn ra được một ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là ăn hỏi dạm ngõ thì chúng ta sẽ dựa vào 38 tiêu chí này. Và trong 38 tiêu chí này thì nó sẽ đều có ở trong quyển sách Ngày tốt toàn thư. Thì quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển Ngày tốt toàn thư để chọn cho mình được những ngày tốt và giờ tốt phù hợp nhất với công việc của mình. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào xét những ngày tốt để ăn hỏi dạm ngõ, cưới hỏi trong cái tháng 8 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Thì như quý vị đã biết đấy, tháng 8 âm lịch nó khởi từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9. Ngày mùng 1 thì nó tương ứng với ngày 27 ấy, nó là ngày Nhâm Tý, và tháng 8 nó là tháng đủ, có 30 ngày là tháng Kỷ Dậu. Trong tháng 8 âm lịch sẽ có hai tiết, đó là tiết Bạch Lộ và tiết Thu Phân. Tiết Bạch Lộ khởi từ ngày mùng 8 tháng 9 và tiết Thu Phân khởi từ ngày 23 tháng 9. Bạch Lộ khởi từ ngày mùng 8 tháng 9 thì nó tương ứng với ngày 13. 13 tháng 8 âm lịch, và ngày 23 tháng 9 thì nó tương ứng với ngày 28 tháng 8 âm lịch. Đó. Thì bao giờ cũng vậy, để chọn ra được một ngày tốt thì chúng ta cần loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Ngày xấu cần tránh bao gồm những ngày, đầu tiên là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 8 nó sẽ là ngày Sửu và ngày Thìn. Ngày Sửu và ngày Thìn là ngày sát chủ này. Đấy, ngày sát chủ nhá. Ngày Sửu là sát chủ âm, ngày Thìn là sát chủ dương này. À, ngày Sửu ấy, thì sẽ có 3 ngày, là ngày mùng 2 là ngày Quý Sửu, 14 là Ất Sửu và 26 là ngày Đinh Sửu. Đấy. Và ngày Thìn thì sẽ có là 3 ngày, là mùng 5 là Bính Thìn, 17 là Mậu Thìn và ngày 29 là Canh Thìn. Thì 6 ngày này chúng ta không dùng. Một ngày xấu nữa chúng ta cần loại bỏ, đó là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử trong tháng 8 âm lịch nó sẽ là ngày Mùi. Ngày Mùi thì sẽ có 2 ngày, là mùng 8 là ngày Kỷ Mùi và ngày 20 nó là ngày Tân Mùi. Tiếp đến là ngày Tam Lương. Ngày Tam Lương có 6 ngày, đó là ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Ngày mùng 3 thì nó là ngày Giáp Dần, chúng ta không dùng này. Mùng 7 là ngày Mậu Ngọ, ngày 13 nó là ngày Giáp Tý, ngày 18 đó là ngày Kỷ Tỵ. Ngày 22 đó là ngày Quý Dậu. Cuối cùng là ngày 27 nó là ngày Mậu Dần. Tiếp đến là chúng ta loại bỏ những ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ sẽ gồm có 3 ngày, đó là ngày mùng 5, 14, 23. Mùng 5 là ngày Bính Thìn này. 14 đó là ngày Ất Sửu và ngày 23 nó là ngày Giáp Tuất. Một ngày xấu nữa chúng ta cũng cần loại bỏ để cho công việc ăn hỏi dạm ngõ nó được may mắn hay không, thì chúng ta đã kỵ những ngày vãng vong. Ngày vãng vong thì nó là ngày Tý, thì chúng ta cũng cần phải xem xét. Tiếp đến là ngày Dương Cung Kỵ. Ngày Dương Cung Kỵ là ngày 27 thì chúng ta cũng không dùng. Tiếp theo là gì, chúng ta kỵ những ngày Nguyệt Kiến. Tháng Dậu thì Nguyệt Kiến tại Dậu và gì, Mão Dậu tương xung. Những ngày Mão sẽ là ngày Nguyệt Phá, thì ngày Mão sẽ có 3 ngày là mùng 4 Ất Mão, 16 Đinh Mão và ngày 28 là ngày Kỷ Mão. Thì đó là những ngày xấu. Tiếp theo chúng ta loại bỏ những ngày trực bình. Ngày trực bình nó là ngày Tý này. Ngày trực thu thì nó là ngày Ngọ. Một ngày nữa là ngày trực bế thì nó là ngày Thân. Đó. Ngày trực mãn thì nó là ngày Hợi. Ngày kiếp sát. Kiếp sát thì nó là ngày Dần. Kiếp sát. Tai sát đó là ngày Mão. Tai sát. Và nguyệt sát thì nó là ngày Thìn. Thì 3 ngày tai sát, kiếp sát, nguyệt sát thì chúng ta cũng không dùng. Tiếp theo là ngày Nguyệt Hình, đúng không? Dậu là tự hình, nên là những ngày Dậu chúng ta cũng cần phải xem xét. Một ngày xấu nữa mà chúng ta cần phải bỏ đó là Nguyệt Hại, đúng không? Dậu và Tuất thì là lục hại, cho nên những ngày Tuất quý vị cần xem xét. Ngày Nguyệt Yếm thì nó sẽ là ngày Mão. Ngày Nguyệt Yếm là ngày Mão. Ngày Thiên Sứ. Ngày Thiên Sứ thì nó sẽ là ngày Ngọ. Và ngày Đại Thời thì nó sẽ là ngày Thìn. Nói chung là ngày sát chủ và ngày Nguyệt sát. Tiếp theo là chúng ta cái việc ăn hỏi dạm ngõ và được hành thông thì chúng ta sẽ kỵ những ngày tránh tứ phế này, ngày tứ kỵ, ngày tứ cùng, ngày ngũ ly. Thì ngày tránh tứ phế nó chính là ngày Giáp Dần và Ất Mão. Giáp Dần và Ất Mão là ngày mùng 3, mùng 4 thì nó phạm ngày kiếp sát và tai sát, và ngày mùng 4 phạm thêm ngày nguyệt phá nữa, chúng ta không dùng. Tiếp theo ngày tứ kỵ là ngày Canh Tý. Ngày Canh Tý là tứ kỵ thì trong tháng này không có. Ngày tứ cùng là ngày Tân Hợi, không có. Ngày Tân Hợi cũng không có. Tiếp theo là một ngày xấu, mà hai ngày xấu chúng ta phải kiêng kỵ, đó là ngày Ngũ Ly và ngày Bát Chuyên. Thì ngày Ngũ Ly gồm những ngày sau này: ngày Giáp Dần, ngày Ất Mão, ngày Bính Ngọ. Bính Ngọ thì trong tháng không có này. Bính Ngọ, Đinh Tỵ. Đinh Tỵ là ngày mùng 6 này.
Ngày Mậu Thìn, ngày Mậu Tuất. Mậu Thìn là 17, Mậu Tuất thì trong tháng này không có. Ngày Kỷ Sửu, ngày Kỷ Mùi, ngày Canh Thân, ngày Tân Dậu. Kỷ Sửu, Kỷ Mùi mùng 8 là trùng ngày tự tử. Ngày Canh Thân là ngày mùng 9, ngày Tân Dậu là ngày mùng 10. Ngày Nhâm Tý, ngày Quý Hợi. Nhâm Tý là ngày mùng 1, Quý Hợi là ngày 12. Đó là ngày Ngũ Ly. Ngày Bát Chuyên chúng ta kỹ ngày sau này: ngày Đinh Mùi, ngày Kỷ Mùi, ngày Canh Thân, ngày Giáp Dần. Ngày Đinh Mùi là trong tháng không có này. Ngày Kỷ Mùi là ngày mùng 8 này. Ngày Canh Thân, ngày Giáp Dần, ngày Canh Thân ngày mùng 9 này, ngày Giáp Dần ngày mùng 3 này. Ngày Quý Sửu là ngày mùng 2. Đó. Ngày cuối cùng chúng ta kỵ cho việc ăn hỏi dạo ngõ, đó là ngày Ngũ Mộ. Ngày Ngũ Mộ thì nó sẽ là ngày Tân Sửu. Ngày Tân Sửu không có nhé. Đó. Đó là 26 cái sao xấu mà chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra một ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc ăn hỏi dạo ngõ. Thì để công việc ăn hỏi dạo ngõ được tốt, chúng ta chọn ngày đầu tiên, đó là ngày Thiên Nguyện, đúng không? Ngày Thiên Nguyện. Ngày Thiên Nguyện thì nó sẽ là ngày Canh Thìn. Canh Thìn nhưng mà Canh Thìn nó phạm ngày sát chủ và ngày người sát tao dùng. Tiếp theo là ngày Dân Nhật. Ngày Dân Nhật là ngày Tý. Nhưng ngày Tý á, ngày Tý lại phạm vào, nó là ngày trực bình này. Nó là ngày vãng vong. Đấy. Vừa là ngày trực bình, vừa là ngày vãng vong. Hơn là ngày Nhâm Tý và ngày Giáp Tý xấu, như vậy còn ngày 25. Thì chúng ta nhé, chúng ta còn ngày 25 dùng được này. 25 là ngày Bính Tý thì dùng được. Tiếp đến là gì? Chúng ta chọn cái ngày Nguyệt Đức. Ngày Nguyệt Đức nó là những ngày canh. Thì những ngày canh ấy, bao gồm ngày sau này: ngày Canh Thìn là ngày 29 này, không dùng được này. Ngày Canh Ngọ là ngày 19. Canh Ngọ 19 thì ngày Ngọ phạm vào ngày trực thâu, hơn nữa ngày Ngọ lại phạm vào ngày Thiên Sứ nữa. Đây là quý vị cần xem xét kỹ. Tiếp theo là ngày Thiên Đức Hợp. Thiên Đức Hợp nó là ngày Hợi. Ngày Hợi là chúng ta ngày 12 Quý Hợi xấu này, như vậy chúng ta còn ngày 24 là ngày Ất Hợi. Một ngày nữa chúng ta cần chọn, đó là ngày Nguyệt Đức Hợp. Nguyệt Đức Hợp đó là những ngày Ất. Thì ngày Ất chúng ta sẽ có ngày sau này: 24 là Ất Hợi này, 14 là Ất Sửu và 14 là ngày Ất Mão. Thì ngày 14 là phạm ngày sát chủ rồi, tao dùng. Hơn nữa ngày mùng 5, 14, 23 nó phạm ngày Nguyệt Kỵ. Ngày mùng 4 là ngày Ất Mão thì nó bị phạm vào ngày Nguyệt Phá, ngày Tai Sát, tao dùng. Tiếp đến ngày Thiên Xá. Thiên Xá là ngày Mậu Thân, trong tháng không có này. Ngày Nguyệt Ân. Nguyệt Ân nó là ngày Quý. Thì ngày Quý chúng ta có ngày nào? Ngày Quý thì chúng ta sẽ có ngày sau này: mùng 2 là Quý Sửu này, 12 là 12 là Quý Hợi và 22 là Quý Dậu. Thì ba ngày này đều là ba ngày xấu. Tiếp đến là ngày Tứ Tướng. Ngày Tứ Tướng là ngày Nhâm và ngày Quý. Ngày Quý ta vừa chọn rồi, bây giờ còn ngày Nhâm. Ngày Nhâm ta có mùng 1 là ngày Nhâm Tý, ngày 11 là ngày Nhâm Tuất, Nhâm Tuất này, và ngày 21 đó là ngày Nhâm Thân. Thì quý vị có thể dùng được nhá. Tiếp đến là ngày Thời Đức. Ngày Thời Đức là ngày Thời Đức thì nó là ngày Tý. Ngày Tý chúng ta chọn là ngày 25 thôi. Ngày Tam Hợp. Tam Hợp Tỵ Dậu Sửu. Tam Hợp Tỵ Dậu Sửu thì Dậu thì xấu, tao dùng này. Còn ngày Tỵ thì có ngày mùng 6 là ngày xấu này, 18 là phạm ngày Tam Lương này, còn ngày 30. Như vậy tao còn ngày 30 là ngày Tân Tỵ. Và ngày cuối cùng là ngày Thiên Hỷ. Thiên Hỷ nó cũng là ngày Tỵ. Đó. Như vậy là gì? Trong cái tháng 8 lịch ấy, để ngày tốt để chúng ta ăn hỏi thì chúng ta sẽ có 5 ngày tốt. 5 ngày tốt để ăn hỏi trong cái tháng 8 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Đấy. Thì quý vị có thể là cho dừng màn hình lại, chép lại, chụp lại những cái ngày tốt này để chọn cho mình một cái ngày nó phù hợp nhất với công việc của mình. Đấy. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt chúng ta tiến hành công việc ăn hỏi dạo ngõ trong cái tháng 8 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.